Truyện tích thứ 33, chuỗi mân côi với một bà bỏ đạo lâu năm đang hấp hối. Linh mục Baron đang đọc kinh Nhật tụng thì có một người gõ cửa. Cha mở cửa thì một nữ sinh mời cha đến giúp một người đàn bà bệnh nặng đang hấp hối, ngỏ ý muốn gặp linh mục trước khi chết. Cha vội vàng đi ngay đến chung cư phòng số 28, nhưng vì lầm số, cha đã vào là phòng số 18. Chủ căn phòng là một người đàn ông và vợ đang nằm trên giường. Cha hỏi thì người đàn ông trả lời có vẻ bất bình: "Chúng tôi có mời ông đến đây bao giờ?" "Mời ông đi ngay cho." Ông này rất ghét đạo, không bao giờ muốn cho vợ mình tiếp xúc với bất cứ một linh mục nào. Bà vợ đang nằm bệnh, thấy bất ngờ có linh mục đến, bà mừng quá, kêu lên: "Thưa cha, đúng Chúa đưa cha đến đây. Đã 10 năm nay, ông ấy giận con, không bao giờ mời một linh mục nào đến với con để được xưng tội, rước lễ. Con muốn trở về với Chúa, với Đức Mẹ, là đấng hằng thương xót con. Hôm nay, thật tình cờ, cha nhầm buồn mà lại có lợi ích cho con. Ông chồng nhất định không nghe vợ, không cho vợ xưng tội rước lễ. Nhưng cha bảo, ông không có quyền gì để đến phần hồn của bà. Ông phải ra ngay khỏi đây để tôi làm các phép đạo cho bà, theo lời yêu cầu của bà. Nếu không, tôi gọi cảnh sát đến can thiệp. Vì đây là phần quyền lợi cá nhân của bà vợ ông, quyền tự do tín ngưỡng. Đuối lý, anh chồng bất đắc dĩ phải ra khỏi buồng. Ông chồng vừa đi ra thì bà vợ khóc lóc trình với cha: "Đây là vật đã cứu con." Rồi chỉ tràng hạt treo ở đầu giường và nói: "Đã hơn 11 năm nay con bỏ các việc đạo vì sợ chồng hơn là sợ Chúa, nhưng con vẫn không bỏ Đức Mẹ. Hàng ngày vẫn lần hạt giữ lòng yêu mến Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ đã dẫn cha đến đây. Chính Đức Mẹ đã cứu linh hồn con." Cảm động vì những lời nói chân thành đó, cha giải tội cho sức lễ và sức giàu cho bà, để bà được dọn mình chết lành trong tay Đức Mẹ. Khi cha sang phòng số 28, mới chính là phòng bệnh nhân mà cha được mời tới. Bà già đang ngồi chờ để linh mục đến. Cha cũng đã làm thủ tục các phép cho bà trước khi bà được dọn mình chết lành. Cha hết sức cảm động vì sự ngộ nhận phòng số 18 và phòng 28 mà đã cứu được một linh hồn trở về với Chúa. Nhờ quyền phép của chuỗi hạt mân côi, cha vừa về đến nhà thì có chuông điện thoại reo báo tin bà ở phòng số 18 đã qua đời an lành. Lời bàn kể câu chuyện trên đây, ta thấy rõ là có sự an bài của Chúa và của Đức Mẹ. Vì trang chuỗi mân côi, nếu linh mục Baron không lầm lẫn thì đâu có chuyện bà ở phòng số 18 được ăn năn trở lại, vì ông chồng rất ghét đạo. Do vậy, chúng ta cứ phải tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh chuỗi hạt mân côi. Có đôi khi chúng ta coi thường vì thấy đọc kinh mân côi hoài mà chưa thấy Đức Mẹ ban cho ơn gì. Những ơn Đức Mẹ ban cho ta hàng ngày mà ta đâu có biết. Chính vì lòng kính mến Đức Mẹ bằng lần chuỗi mân côi hàng ngày mà Đức Mẹ đã xui khiến cho linh mục đến cứu bà. Vậy chúng ta phải hết sức thành thực và tuyệt đối tin tưởng vào quyền phép rất thánh Đức Mẹ mân côi. Trong các câu chuyện mà chúng tôi kể trên đây, hầu hết là các ơn Đức Mẹ ban cho đều qua chuỗi hạt mân côi cả. Tạ ơn Chúa.